Xin kính chào các quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi lại có một vinh hạnh được khui thùng một cặp đôi đến từ Vương quốc Anh. Đó là cặp loa Froasi D20 Chef Ribbon và cùng với các cặp nêm Superdad 3. Và cặp đôi đã có một sự trùng lập là sau những năm dài của hai hãng cùng đều nghiên cứu phát triển thị trường thì cùng đưa một đôi sản phẩm để ra. Đấy là một sự tương thích của dòng hai em này. Các bạn đã từng chơi các dòng Froasi này thì các bạn cũng đã biết là với những điều kiện làm nên của dòng loa Anh này thì hoàn toàn làm handmade bằng tay. Mà một nền đất nước phát triển rất công nghiệp như nước Anh thì những điều handmade bằng tay đó là giá trị tinh thần. Và dòng loa này thì luôn cho người chơi có cái sự cảm giác rất là êm ái, lãng mạn. Đó chính là dòng Froasi. Còn bên cạnh tôi đây, đây là một dòng loa nêm cũng có được phát triển đã 6-7 năm nay rồi. Và đây là lần tái bản lần 3. Thế là đã được thị trường giới chơi audio cũng như là các chuyên gia về tạp chí của audio đánh giá rất cao cái dòng nêm này. Và dòng nêm này cũng được phát triển theo một cái xu hướng là rất là tích cực đi lên để đưa âm thanh tái tạo lại được với hiện thực tốt nhất. Đó là lời cam kết của chủ tịch hãng. Và bây giờ tôi sẽ xin phép được khui thùng luôn cho các bạn. Dòng lên mẹ thì được làm ở Buckingham và đây là England của anh. Và cái này thì được hoàn toàn làm bằng handmade bằng tay. Đây là một đôi loa cột dạng nhỏ và có cái màu rất đặc biệt và tôi rất thích cái màu này. Đó chính là cái màu Emboli. Đây là catalog và giấy bảo hành của chính hãng. Và với trong những năm phân khúc gần đây thì dòng lên mình luôn luôn đưa ra các cái dòng sản phẩm rất đặc biệt. Và bây giờ người ta chú trọng càng đưa những sản phẩm tiệm cận hai em và hai em như dòng này bắt đầu đưa lên để cho người chơi có được cái âm thanh trung thực nhất lên những dòng này đã thừa hưởng từ cái dòng này. D30, D40 và K6 Pro. Đó là những cái điều mà chủ tịch hãng ta đã cam kết và ghi nhận. Các bạn luôn lưu ý khi khui thùng loa và dỡ thùng loa ra ngoài, vì thùng loa này các bạn luôn phải để ở phương diện là nằm ngang loa, cái thân cạnh thân loa xuống, vì đằng sau loa là có cầu loa, các bạn lưu ý, nếu không thì các bạn sẽ làm hỏng mất bộ cầu loa của sản xuất. Còn đây là tôi đang lắp cái chân côn này. Chân côn này thì thực tế lắp nó cũng không có gì, nhưng mà ngược lại cái giá trị chân côn này thì rất là cao, vì đây nó chống rung ngược. Và dòng loa Froasi này thì có một cái lỗ thoát hơi xuống đằng dưới. Mọi khi với các dòng trước thì người ta sẽ lắp thoát hơi loan tỏa qua bốn hướng, thì năm nay Froasi đã chuyển sang làm cái thoát hơi coi như là chỉ có hai hướng và không ảnh hưởng gì tới người ngồi nghe chính diện cả. Còn các bạn nào mà nhà mà kê trên sàn gỗ thì các bạn cũng phải hết sức lưu ý cái này là phải có chén hứng, mà cái này thì cũng là một điều sơ suất của bên hãng Froasi là người ta cũng không chú trọng đến chén hứng. Cái khen của dòng Froasi này là cái màu sắc âm thanh. Còn về cái này mà nó chưa có chén hứng thì cũng là một cái điều mà chưa được ghi nhận. Và vòng loa Froasi này thì tôi thấy là một cái cầu loa thì người ta luôn làm một cách rất chuyên nghiệp, là có chip Froasi đằng sau và cầu bạc. Đó, khi các bạn chốt được đến vị trí này chắc chắn rồi thì
Các bạn kiểm tra siết lại một lần nữa để cho tất cả các chân này nó đều ở định dạng tốt nhất là khi nó tiếp xúc được với cả mặt mặt sàn. Đó, còn bây giờ thì tôi sẽ dựng cặp loa này lên để cho các bạn cùng có một sự trải nghiệm. Và với cặp loa thế này thì các bạn khi để vào vị trí chuẩn thì các bạn luôn lấy thăng bằng cho nó chuẩn, để khi mình ngồi nghe thì mình lắc cái này mình sẽ thấy rung. Và cái hai là mặt bằng ở trên phẳng cái loa này, vì các cái hướng loa này nó rất là quan trọng khi mà mình được ngồi nghe như thế nào đó. Còn bây giờ thì sau khi tôi đã làm xong vấn đề loa này rồi thì tôi quay sang thì tôi sẽ giới thiệu tiếp các bạn ra dòng nền đó. Các bạn khi các bạn nhìn thấy thùng bên thùng này nhé, hàng quá mới. Và qua những đợt thùng mới này thì luôn luôn ở các thùng này thì nó sẽ có một cái mùi rất đặc biệt của khi khui thùng hàng mới. Và đây là những phụ kiện đi kèm theo của dòng này đó. Đây là quyển catalog này, remote này, dây nguồn này, và đây là có một cái dây nguồn chuyên dùng của tháng đêm hôm nay này, lại thấy khác biệt so với mọi năm đó. Các bạn thấy nhìn đồ, các đồ tiêu chuẩn châu Âu này thì bao giờ là các độ sắc nét nó cũng rất là cao. Vâng, cầu loa của hãng Frosy này thì vẫn giữ tính truyền thống, đó là đánh theo ở định dạng bi hoại được, sinh là en cũng được. Và có một cổng kết nối riêng của hãng lúc nào cũng thật đầy cho mình. Và đây là những thông số kỹ thuật của hãng. Vâng, đó là Frosy và sản xuất được tại Anh, và các thông số về trở kháng ôm. Đó là những điều rất là cơ bản về dòng Frosy này. Và Frosy này thì có một cái đứng trên một chân kệ ở dưới, và dòng loa này thì nó là một dòng loa cây mà loại chỉ cao có gần 1 mét thôi, nên nó cũng rất là nhỏ và nó làm theo ở các hình dạng là vuông vức, nó mang tính tối giản. Nhưng ngược lại phòng Frosy này thì lại cho một cái chất âm chung thì cũng rất là hay. Từ xưa đến nay thì đến hiện tại đôi này thì tôi chưa được nghe, còn các đôi trước thì tôi cũng đã nghe nhiều rồi, nhưng dòng Redphone này thì chưa được sử dụng. Đây, hôm nay là cái buổi khui thùng đầu tiên của dòng này tại Thiên Hà, thì chúng tôi sẽ có sự trải nghiệm ngay với các bạn. Còn bây giờ tôi mời các bạn quay sang bên mặt đằng trước của cặp loa này. Cặp loa này thì nó lại có một cái loa chép, tức là để lệch cặp vế. Với những cái dòng loa chép giống của người Mỹ thì người ta lại thích để bên nào thì người ta để. Nhưng mà với những dòng loa của Anh này thì người ta khuyến cáo là để chép vào bên phía bên trong, để tạm cho cái sóng hình sin bao giờ nó cũng nghe nó được cả cái độ tuyến tính âm thanh nó sẽ tốt. Và dòng loa chép này là chép Ribbon và có độ dài đến tầm khoảng gần 10 phân. Đó, đây là một cái chép mà cũng được rất là giới chơi audio chú ý tới, vì đây cũng là một trong những định dạng chép hay, vì có độ thanh mảnh của âm thanh lên rất là cao, lên đến tận 40 key. Và chép này thì có một băng thông rất là rộng từ cái dài cao lên, nên là nó sẽ luôn liên tục về cái tải sóng âm thanh. Đó là một chép này, và khi chép này đã làm ra được thì các cả phần tần đi theo nó thì cũng phải đều dùng các cái linh kiện rất là tốt để có thể giúp cho cái chép này nó phát huy hết công năng. Còn giải trung thì trung trầm thì nó làm trên một cái xương kháng đúc và có chữ Frosy này. Đó, thế là người ta đã rất là chú trọng đến cái nhãn thương hiệu. Và giải trung này thì được trên một vành phụt nhún bằng cao su, và độ rộng của nó là 16 phân 5. Còn màng loa thì hoàn toàn làm bằng
sợi thủy tinh được diệt nên coi như là cái này cũng rất là nhẹ, và dòng Fluoracy này thì cũng có chỉ có một hai hãng là luôn luôn nó có một cái làm cái định hướng âm, đó là cái định hướng âm đây nó bằng acrylic, cái định hướng âm thanh để cho khi âm thanh đến tai người nghe đúng vào các cái điểm ngọt hoặc điểm tốt thì âm thanh sẽ được cái truyền tải tốt nhất. Đó nên tại sao mà nhiều người bảo là Fluoracy là sinh ra để hát nhạc trữ tình là vì như vậy. Còn ở ngoài thì sẽ có một cái lớp bê căng, còn cái sự phối ghép như này thì các bạn nhìn thấy đây hoàn toàn nó giống như dòng D30 và dòng D40 thu nhỏ lại, nên các bạn đã được quyền sở hữu một đôi loa bút, một đôi loa cây nhỏ nhưng có giá trị ngang như là với những dòng cao cấp của hãng Fluoracy. Còn để phối ghép như lúc trước đã giới thiệu, đây là dòng Subenet 3. Vâng, dòng Subenet 3 này thì hôm nay tôi thấy khí bê thì nó rất là đầm tay, cũng như cam kết của hãng là đã có một cái nguồn xuyến đã được nâng cấp rõ rệt. Mà trong âm ly thì cái nguồn nó là tối ưu quan trọng để cho cái năng lượng của âm nhạc cũng như là năng lượng của máy được phát ra tối ưu. Và người ta đã đưa một nguồn xuyến này với chất lượng cao nhất và có cái định dạng tốt nhất và tiêu chuẩn các tụ để làm các nguồn xuyến này, đó là tụ RAI, đó là tiêu chuẩn của những cái audio của Mỹ. Và nguồn xuyến này cộng thêm bảng mạch thì được thiết kế ở trên bảng mạch microphone, tức là đây là để giảm tiếng microphone tốt nhất. Đấy, làm trên bảng mạch mica giảm tiếng microphone tốt nhất. Và dòng Fluoracy này thì luôn là định hướng cái người chơi là làm sao bây giờ người ta lại càng ngày người ta làm càng ngắn cái đường tín hiệu, nhận đầu vào đã tốt rồi nhưng người ta lại phải nâng tiếp để cái đầu ra để cho đáp ứng ra loa, mà trong đó là phải ngắn nhất. Đây người ta đã bỏ một số, tức là người ta phải bỏ, người ta đã nâng cấp các cái chất liệu để người ta làm ngắn lại cái truyền tải âm thanh để cho loa khi ra loa được cái sản phẩm nó được tối ưu nhất, là cái âm thanh nó mang tính tự nhiên cao nhất. Và dòng này thì nó có các cổng vào, và tôi thấy hôm năm nay thì dòng Subenet 3 này nhấn mạnh rất nhiều về cả phono, vì cái phono cả hep arm này thì đây nó chỉ làm cái ở định dạng cra, thế là năm nay người ta đã chú trọng rất nhiều được phono đây, chính là đường này đó. Đây là đường PD, đây là đường sub out này, còn đây là đường phono này, còn đây là đường AV này, đây là đường stream này, còn đây là đường tuner và đây là đường CD. Và người ta có thêm một định dạng chơi riêng của người ta, đó là người ta dùng các dây chuyên dụng để người ta cắm, để người ta link sang nhau, để khi một hệ thống cùng chạy hoặc cùng hoạt động hoặc là dùng nhiều các thiết bị thì là người ta sẽ dùng được cả hệ thống này đó. Và người Anh là bao giờ người ta cũng chơi thêm một đường này, nhưng với truyền thống người Việt Nam thì vẫn thích chơi dây RCA này hơn, nó cân bằng âm thanh hơn. Mấy cái quan trọng cái dây này là nó lái được theo màu âm của cái người chơi. Có người thì thích chơi dây của Đức, có người thì thích dây của Mỹ, có người thì chính thích dây của Anh luôn đó, nên cái đó là một cái thú vui trong audio. Nhưng có một cái nhược điểm của dòng sub này là bao nhiêu năm nay tôi thấy cũng không thay đổi, đó chính là cái cầu loa này. Cầu loa này ta chỉ cho nhận định dạng được bắp chuối, nên nếu bây giờ các bạn có một cầu loa định dạng ở càng cua cũng là một điều rất là phiền toái đấy, nên khi các bạn mua các bạn phải luôn lưu ý cái chuyện này. Đó là một cái nhược điểm bé thôi, nhưng tôi nghĩ đây là cũng là một cái sự mà muốn là để cho mọi người chơi nó có cái đa dạng đa năng hơn, giống như các hãng khác thì cầu loa cũng phải làm đa dạng đa năng, nhưng mà cái tính bảo thủ người Anh thì cũng phải ghi nhận, nhưng mà lại rất đáng yêu. Đó là nhiều tôi muốn nói với cả các bạn về dòng này. Còn dòng này thì so với nhà sản xuất đã đưa ra cái tiêu chí là đến 80W thì các bạn cứ yên tâm về cái sức mạnh của dòng loa lên này, vì với dòng loa lên nhỏ chỉ có 45W đã đánh tung trời, với những dòng này lớn hơn công suất to gần gấp đôi thì tôi nghĩ là nó không phải là lớn hơn về tiếng, nhưng nó sẽ cho một âm thanh sâu lắng, đậm chất ăn lớp hơn, hay hơn. Và bây giờ thì tôi sẽ xin giới thiệu cho các bạn cả một khối set combo luôn, đấy là Fluoracy nêm, còn đầu dẫn thì tôi dùng Metrono. Và cũng không phải để các bạn ở lâu, tôi sẽ xin giới thiệu ngay cho các bạn những bản nhạc trữ tình dành cho các bạn ngày hôm nay. Xin mời. I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone now and forever.
sâu lắng hơn, còn dài cao đó là nét mạnh của dòng Froasi. Và các bạn có sự cảm nhận thế nào? Hãy đến Thiên Hà Áo của chúng tôi để được có một sự trải nghiệm với bộ đôi này. Chúng tôi xin hẹn các bạn vào các YouTube sau. Xin chào và hẹn gặp lại.